hai bạn ngồi mà như thấy được cái sự cân bằng của cái ghế luôn á, thật sự rất là tuyệt vời. Thôi được rồi. Không tôi sao. Nói chứ những cái cơ thể như thế này là đôi khi nó là niềm mơ ước của khá nhiều người đấy. Ngày nào anh cũng đọc thoại nội tâm câu đó luôn á. Thế thì bây giờ thì còn gì để an ủi đâu, cuộc đời đã già xấu rồi còn lại được cái mập nữa thì không còn cái gì nữa. Cho tôi hỏi cái cơ duyên nào mà hai người đến với nhau ạ? Đây là cái câu thách đố với anh Tuệ này. Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp em trong trường hợp nào không? Lần đầu tiên là đi ăn đấy. Ốc với Trung Quân hay gì á. Sai rồi nhá. Thế là trước đó mình có lại có quen nhau rồi à? Không biết là chị Như biết anh Vũ Ngọc Phượng không ta? Biết chứ. Anh Vũ Ngọc Phượng là đạo diễn, là bạn rất là thân với anh Tuệ ở Hà Nội. Em với Khoa là ngày hôm đó là chơi với anh Phượng. Thì anh Phượng mới rủ anh Tuệ qua chơi. Qua chơi ở đâu? Ra chơi ở quán ốc, anh nhớ đúng là quán ốc rồi. Nhưng mà không phải ngày Trung Quân à. Trước khi em gặp anh Tuệ là nhiều người nói với em là anh Tuệ rất là khó tính, rất đanh đá và rất là mệt mỏi. Nhưng mà ngày đầu tiên khi em gặp ảnh thì em thấy em đanh đá gấp chục lần ảnh. Ảnh không phải đâu nhá, ở đâu nói ra cũng được. Nhưng mà ở trong một cái team toàn là Trung Quân rồi là Phương Anh. Ừ đấy. Đăng Khoa. Đấy đấy, những cái người như vậy thì tự nhiên là cái sóng mình cứ tự mất thôi. Mình chui vào như một chui vô một cái tòa cao ốc vậy đó, thì tự nhiên mình mất sóng thôi. Lần đầu tiên em gặp anh Tuệ em thấy ủa chứ người ta bị sao vậy? Anh Tuệ là một người phụ nữ rất chính chuyên. Đối với em những người mà hiền lành ngồi im một chỗ luôn luôn là một người phụ nữ chính chuyên. Trời ơi, làm sao ông Thánh Mưa ông nói từ trên xuống dưới là những cái chỗ nào mà khoảng trống là cho chị này để vô. Thực ra khi chơi với những người bạn như vậy thì mình bỗng trở nên có những cái nó tốt đẹp hơn. Và sau đó thì nó dính với nhau nhiều thứ kỳ lạ lắm chị. Tự nhiên đi hát ở đâu cũng đụng. Em nghĩ là trên đời á, một cái đứa mà có cái giọng địa phương như em không thể nào làm MC dẫn chương trình được. Cái xong là em dẫn một cái chương trình Làn Sóng Hàn Quốc, thì cái người dẫn chung với em là anh Tăng Nhật Tuệ. Và bọn em dẫn với nhau 4-5 năm. Đi đóng phim cũng phải cái phim đấy cũng là Phương Anh đóng trong phim hoặc hát thì mình làm nhạc. Biết tôi thấy cũng không ưa lắm nhưng mà quá chơi. Phải chơi thôi, chơi đó là việc đại. Gặp hoài. Mà em nghĩ ví dụ như cuộc đời nó đã cho mình nhiều cơ hội vậy mà cuối cùng hai đứa lại chẳng bao giờ yêu nhau. Sao không yêu nhau? Ôi trời ơi. Đôi khi là trong mắt anh Tuệ ảnh luôn coi em là một thằng bé chị ơi. Tôi nhưng chưa... mà trong mắt của em coi người ta là một người phụ nữ kìa. Đó đó đó. Với đồng thời tôi cũng thấy một điều là chẳng có một cái ngôi nhà nào mà trưng bày để hai con lật đật ở cạnh nhau. Hai con lật đật. Em chơi với anh Tuệ thì em phát hiện là người ta nói về anh Tuệ như nào là đúng y chang như vậy. Có nghĩa là ảnh là một người đánh đá thiệt sự. Trước mặt bạn bè thì mình tỏ ra vậy cho nó vui chứ còn cũng già rồi. Đó. Già rồi mà lúc đó mình vẫn quấn lông vũ mình đi hát vậy đó. Lần đầu tiên tôi gặp ông Tuệ thì tôi xém chết ở phim trường. Phim trường thì nó nóng. Ông quấn một cái khăn tròn như đang ở Bắc Cực vậy đó. Lúc đó đã nghỉ hát rồi mà cái chương trình cứ kêu là phải là Tuệ hát cơ. Anh chị biên tập quý tôi giới thiệu bao nhiêu là người nổi tiếng hơn cũng không chịu. Xong tôi bảo là tại vì lâu rồi em cũng không có biểu diễn ý. Nên là bây giờ nếu mà em có xuất hiện lại thì em sẽ tạo bất ngờ cho mọi người nha. Rồi vác cái áo lông lên không ai nói năng gì. Tuệ là một người rất là hoạt ngôn, nghĩ gì là nói đó. Nhưng mà những lần như vậy á, thì Phương Anh làm gì với Tuệ? Trời ơi, có nghĩa là gì này chị? Ảnh là một người nha, khi mà nói cái gì ra triết lý của ảnh cực kỳ đúng, mình cãi không lại đâu vậy. Nhưng mà ảnh với em là có hai cái điểm mà khác nhau hoàn toàn. Có nghĩa là em bực ai, em giận ai, em sẽ không bao giờ nói người đã trên Facebook đó. Tính viết ra cũng không có viết suôn sẻ, sai lỗi chính tả các không, thứ. Không, em viết được nhưng chấm mà vấn đề là trước, em sẽ đợi 1-2 năm sau em sẽ viết cái câu chuyện đó ra. Không, cái này đúng, lên Facebook mà coi hiền lắm. Còn những cái chuyện mà bà bị bức xúc người ta lắm kìa. Mà bà chỉ về bà kể thôi, không bao giờ kể đến người thứ ba. Nhưng với ảnh á, ảnh tức ai là một phút sau là người ta xuất hiện 1.5 trang trên status của ảnh. Nhưng mà cái đấy cũng là ngày xưa thôi. Sau này rồi thì tự nhiên mình thấy là xung quanh bạn bè mình không ai vậy hết á. Tự nhiên mình thấy không phải mình đâu chị vội. Bởi vì em nghĩ là như thế này này, mỗi người người ta sẽ có một cái cách thể hiện khác nhau. Ảnh tức quá ảnh không biết làm gì thì ảnh phải ghi lên để cho xả cái cơn giận. Nhưng mà thực ra cái điều đó không tốt. Tất cả những cái lời nói mà viết ngay lập tức, dù sự thật nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong đó, thì nó cũng sẽ mang trong mình một cái áo khoác rất là cay cú. Nhưng mà cái đây là một cái điều mà thật sự là rất là nể Phương Anh. Ức chế cái gì mà đôi khi là đến qua 1-2 tuần rồi bắt đầu mới kể. Ủa giờ mày kể chị nữa? À không, em kể cho anh biết vậy thôi. Ủa chi vậy? Mong tôi làm lắm mà không lần nào tôi làm cái tức cay cú thôi. Ôi nè, đây là chương trình về bạn bè mà sao chúng ta không, lại mình cứ phải chia sẻ nói về mạng xã hội vậy nhỉ? No. Khi mà Tăng Nhật Tuệ sáng tác những bài hát riêng dành cho Phương Anh trong single Cuốn Em Theo Cơn Bão, anh đã đo ni đóng giày các bài hát cho Phương Anh như thế nào? Theo dạ, bão không có đo ni đóng giày gì hết á, cuốn không nổi. Em kể cho chị nghe, anh Tuệ là như thế này nè, không có viết bài nào cho em hết trơn á. Anh cũng không viết bất kỳ bài gì cho bất kỳ một ai hết. Có nghĩa là khi nào anh có cảm hứng anh sẽ viết. Nhưng mà em may mắn là em chơi với anh Tuệ là khoảng thời gian anh Tuệ mới vào Sài Gòn. Là tắt trong máy, trong laptop của anh Tuệ là có rất là nhiều demo.
em qua em nằm em bật tới bài nào cái em mê bài đó, cái em dùng nhan sắc, em dùng thủ đoạn để em năn nỉ. Trên cơ bản là cái ngày đó mới ở Hà Nội vào, tự nhiên lại trúng ngay vào một cái quãng giọng quá rộng, có thể hát bất cứ nốt nào mà mình muốn, bài đâu nó lại cứ trôi đi đâu cũng không có được, không ai hát được cả, thành ra cứ trôi vào bạn hết. Có thể là cái dự án đó là dự án mà hai anh em cảm thấy là tâm đắc á. Mèo là một fan của những ca khúc của Tăng Nhật Tuệ. Cái lần ra mắt phim là Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa là lúc đó Tuệ sáng tác bài hát đó. Hương Tràm đứng trên sân khấu hát, mọi người trời ơi thích. Xoay qua hỏi anh Tuệ ơi, sao mà anh sáng tác bài này hay quá vậy? Người ta cứ trả tiền mình đủ đây thì mình cứ sáng tác thôi. Thế thì cứ tài khoản có nhiều tiền thì mình cứ có hứng rồi. Không phải đâu, bây giờ phải dập tắt những cái cơn thảo mai của các nữ diễn viên xinh đẹp đi. Anh ơi sao anh sáng tác hay vậy? Trả lời là ủa anh không biết nữa. Mình quay qua chứ. Trời ơi như ăn gì mà như diễn hay mà như xinh. Thế tụi tôi trả lời sao? Ủa, tôi hỏi trả tiền, tôi diễn thì giờ sao? Luôn. Anh Tuệ có một cái điều đặc rất là đặc biệt, đỉnh cao lắm. Có nghĩa là chỉ cần đưa tiền cho anh liền một phát là anh thọt ra bài hát ngay lập tức luôn chị. Chỉ có một cái cây piano để sát bên thôi. Bây giờ chị kêu ảnh viết 10 bài y chang ngay tại sân khấu để ảnh viết 10 bài cho chị nghe luôn. Trời ơi sao mà hay. Nè khoan chưa đâu, mê quá. Nếu Tuệ làm cho như một bài hát một tuần, đưa một cái demo. Ủa Tuệ hát bài này hả Tuệ? Ừ thì nó cho nghe, mình thích thì hát, không thích thì thôi. Tuần sau đưa một bài hát ballad đúng không? Cái nói là sản phẩm đầu tiên phải có một cái bài ballad để cho người ta thương. Diễn viên hài là hát nhạc vui có gì đâu. Khoảng một tháng sau nói Tuệ chừng nào mà có bài xong đưa một cái bài á. Một cái bài mà tới 400 chữ mèo méo méo trong đó. Cái bài gì mà khó dữ vậy anh? Cái bài đó rất là vui tại vì bà không có làm. Bà sau cứ để vậy hoài. Chưa, cái nói gì nè, diễn viên có khả năng viết lời viết đi. Tôi đã bảo rồi hát ballad đi, tôi thu đó, cho. Xong, sau đó quay lại Tuệ ơi cái bài hát bữa hổm đâu rồi Tuệ? Tao bán rồi. Ủa anh, cái bài hát đó là bài gì vậy? Như là bài Ngộ Nhận của Bảo Thi hay sao á. Chị biết sao không? Cái demo của anh Tuệ là nó 30% thôi. Ra cái sản phẩm cuối cùng nó tới 100%. Cầm demo của anh Tuệ lên là sẽ suy nghĩ là không biết làm gì với bài hát đó. Do nhưng là... mà biết sao không? Không có đưa deadline cuối tháng này là ra nhé. Ok, sắp xếp hết cái lịch thu các thứ đi nào, chuẩn bị thôi. Sao cái đấy? Không thấy mặt mũi. Mà anh nhận tiền chưa? Tiền rồi, ừ. Ôi dồi ôi. Biết tại sao không? Xin quá xin. Cái tiền bài nó rẻ quá rẻ. Hèn chỉ cái bài nó nhiều chữ mèo méo mèo quá rồi đó. Và không phải vì thế mà làm không đàng hoàng, mà nghĩ là cái chất của bạn này là vào cái mèo méo mèo thôi. Không, nào ngờ là lại cũng thế. Thế bài đây bây giờ năm nay như nào đây, chưa lại comeback đi nhỉ? Không, bởi vì mình đang tìm một bài hát thật là hay, hợp với mình đấy. Cũng được thôi, mình lại bán bài đó cho Bảo Thi vậy.